Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày hôm nay, hàng trăm hành khách đã đến ga Sài Gòn đổi trả vé vì tên và số chứng minh nhân dân không trùng khớp với thông tin in trên vé. Trong đợt kiểm tra tên và số chứng minh nhân dân với hành khách đi tàu có ga đến từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh, các nhân viên của ga Sài Gòn đã phát hiện nhiều hành khách thông tin không đúng như trên vé. Nguyên nhân của tình trạng này là do hành khách đã mua vé từ cò vé. Việc kiểm tra chặt thông tin của ga Sài Gòn nhằm hạn chế tình trạng cò vé lộng hành trong thời gian qua. Do vậy, phần đông trường hợp thông tin không trùng khớp đều không được giải quyết hoặc phải bù tiền 30% giá trị vé mới có được tấm vé hợp lệ để lên tàu. Tuy nhiên đến chiều nay, trước tình hình nhiều hành khách đã lỡ mua vé của cò không đúng thông tin cá nhân, công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã quyết định khẩn cho ga Sài Gòn đổi lại vé miễn phí cho hành khách. Việc du di giải quyết được nhiều người dân đồng tình để kịp thời về quê đón Tết.